Hôm nay thì sẽ dẫn mọi người đến một cái chỗ này thì giống như là cái vlog lần trước mà Thư cũng đã có giới thiệu với mọi người rồi, đó là Thư có tham gia để học diễn xuất. Thì hôm nay đã là cuối khóa rồi và hôm nay sẽ là một cái buổi biểu diễn tốt nghiệp của Thư. Chút nữa mình sẽ lên diễn trước đám đông và đây cũng là cái lần đầu tiên mà thật sự là Thư diễn trước nhiều người lạ nhẹ. Bình thường là có diễn xuất nhưng mà thật ra chỉ diễn xuất trong ekip nhà thôi, nhưng mà hôm nay thì lần đầu tiên rất là rung. Và hôm nay á, Thư diễn thứ hai. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi show kèn quá 25 ngày hôm nay ạ. Và sau đây sẽ là phần trình diễn của Đan Thư và Bảo Minh. Sau những gì chúng ta đã trải qua với nhau, nó không có ý nghĩa gì với em hả? Anh Dương, chúng mình chỉ là những kẻ đồng cảm số phận thôi anh à. Em cảm ơn anh thời gian qua bên cạnh chia sẻ, chăm sóc em như một người bạn. Không, không, em nói dối. Em nói dối. Em im đi. Em đừng có nói nữa. Anh Minh, mình đã chuẩn bị hết đám cưới rồi. Em biết. Em có chuyện gì bệnh đúng không? Thì mình sẽ vượt qua thôi. Anh Minh. Chứ sao em. Anh sẽ hoàn toàn thật tốt theo bảo thuật. Không có em. Em vậy. Không. Anh Dương, anh Dương, anh hôm nay anh tới đây anh có cầu hôn em. Anh Dương, anh Dương, em lấy anh nha. Anh Dương, có chuyện gì? Hai em khi mà diễn á, là diễn cho nhau chứ không phải là diễn cho mình. Và cái đó nó rất là tuyệt vời. Khi em có một sự kết nối thật như vậy á, là hai em có thể thật sự tác động cảm xúc qua nhau. Thì có một cái đôi mặt rất là expressive. Cho nên là hãy tiếp tục tận dụng cái khả năng của mình đó. Thư thì có cái sự sâu sắc, mặc dù như đoạn đầu diễn đó, nó vội quá, nhưng mà bản chất bên trong của em, cái sự cảm xúc, cái sự chân thành của em có là không thể vượt được. Người cố gắng hãy phát triển những cái phần đó lên. Vậy là Thư đã hoàn thành khóa học rồi. Cái cảm xúc sau khi thực hiện buổi diễn của mình á, Thư cảm thấy là giống như là bỏ được 1.100kg trên người vậy. Thật sự thì cũng chỉ là một vở diễn nhỏ thôi, một cái chút đoạn thôi, nhưng mà tại vì cái cảm xúc của cái nhân vật mà Thư được nhận á là cái cảm xúc mà Thư chưa bao giờ trải qua hết. Và Thư cũng cảm ơn ban giám khảo đã nhận xét cho Thư và cho Thư tự tin để theo đuổi con đường này hơn. Là cầm của Đinh Ngọc Diệp và Dạ Vy. Yeah.
là không có giống như là mình nghĩ. Tại vì khi mà ngồi dưới thì thật sự là Thư không có mong đợi hết á. Thật sự là không mong đợi, mặc dù là mình rất là thích, mình cũng muốn á, nhưng mà mình biết là mình không dám mong đợi gì nhiều. Nhưng mà lúc mà lên là Thư bàn hoàng, Thư không có nghĩ là tại sao lại kêu tên Hello luôn em. Nhưng mà chắc là cái này cũng là một cái điều gì đó để giúp cho Thư nghiêm túc hơn trên cái con đường học hỏi về diễn xuất của đó mọi người. Rất là đẹp đường mà. Rất là đẹp đường mà.